Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Quảng Bình. Nỗ lực quyết tâm cao hơn để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Quảng Bình khắc ghi lời dạy của Đại tướng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 29 tháng 8, Quảng Bình ghi nhận 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó xuất hiện nhiều điểm dịch mới trong cộng đồng. Trong đó, thành phố Đồng Hới phát hiện 13 ca, 14 ca bệnh ở huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh 3 ca. Đáng chú ý, CDC Quảng Bình phát hiện các điểm dịch mới tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. Sau khi ghi nhận các ca dương tính, CDC Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch, chuyển các bệnh nhân về cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh và cơ sở điều trị COVID-19 cấp 1, trường Cao đẳng Luật Miền Trung để cách ly điều trị. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng khác tiếp tục khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1 và lập danh sách F2 của các bệnh nhân này để theo dõi, giám sát kịp thời. Đến nay, toàn tỉnh có 5.356 trường hợp F1, 7.508 trường hợp F2 có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay, tổng số các bệnh mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 441 ca. Trong ngày 29 tháng 8, đã có thêm một bệnh nhân được làm thủ tục xuất viện. Tính đến 18 giờ ngày 29 tháng 8, Quảng Bình đã có 59 bệnh nhân được xuất viện, còn 382 bệnh nhân đang được điều trị cách ly. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 29 tháng 8, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo và có hướng dẫn để cả xã chuẩn bị phương án khi xuất hiện ca F0, tiến hành truy vết thần tốc cả F1, F2 và khoanh vùng đưa đi cách ly tập trung đối với F1, cách ly tại nhà có giám sát đối với F2, khẩn trương xét nghiệm nhanh tại cả thôn xuất hiện ca F0, tiến hành chốt chặn nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ thị 16 tại các địa bàn. Phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh để bà con tự giác khai báo y tế và chủ động xét nghiệm, vì vậy đã nhanh chóng khoanh vùng tách bóc F0. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cấp ủy chính quyền các địa phương của huyện Quảng Ninh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Cụ thể, huyện đã chủ động xét nghiệm test nhanh truy vết các trường hợp có liên quan và ở các địa bàn xuất hiện cả ca dương tính SARS-CoV-2. Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng đánh giá cao sự tự giác chủ động của bà con nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện nghiêm cải chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, cũng như tự giác trong việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, sàng lọc của cơ quan y tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự linh hoạt của huyện Quảng Ninh trong việc chủ động đề xuất các phương án, khẩn trương phong tỏa cả khu vực có xuất hiện ca F0 để xét nghiệm tầm soát. Bên cạnh đó, huyện Quảng Ninh cũng huy động kịp thời lực lượng như nhân viên y tế nghỉ hưu, sinh viên ngành y, đoàn viên thanh niên để tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Nhờ vậy đã khẩn trương truy vết xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng cho rằng, huyện Quảng Ninh nói riêng và một số địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung đã rất sáng tạo khi sớm thành lập khung cách ly y tế tập trung do Ủy ban Nhân dân xã quản lý, vừa hạn chế tối đa việc phải di chuyển của người được cách ly, vừa tận dụng tốt cơ sở vật chất hiện có của địa phương cũng như từ trang bị của người dân, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý công dân, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho công dân thực hiện cách ly y tế tập trung. Đây là cách làm hay và cần được nhân rộng trên địa bàn huyện nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Quảng Ninh phải sử dụng có hiệu quả các vật tư, thiết bị y tế đã được cấp, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế phối hợp hướng dẫn các cơ quan chức năng của huyện Quảng Ninh trong thực hiện việc cách ly y tế tập trung, việc lấy mẫu xét nghiệm. Nhấn mạnh, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, mỗi thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, mỗi cơ quan đơn vị là một pháo đài chống dịch. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Quảng Ninh phải tận dụng tối đa thời gian vàng để khẩn trương xét nghiệm, tầm soát, bóc tách toàn bộ F0, tránh lây lan trên diện rộng. Để thực hiện công văn số 1685 UBND NCVX ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép các trường hợp được di chuyển trên địa bàn
cách ly xã hội theo chỉ thị 16 CTTTC của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có công văn số 1709 chỉ đạo việc di chuyển thực hiện công vụ của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách cần thiết trong khu vực thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 CTTTC của Thủ tướng Chính phủ như sau. 1. Cho phép cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị nhà nước được phép di chuyển trên địa bàn thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 CTTTC của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách cần thiết. 2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường cho cán bộ công chức viên chức, người lao động để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách cần thiết với số lượng tối đa không quá 20% tổng số cán bộ công chức viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan. Khuyến khích các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức làm việc trực tuyến, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ các công việc được giao. 3. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo quản lý cán bộ công chức viên chức, người lao động chỉ được sử dụng giấy đi đường và mục đích thực hiện công việc được giao, chỉ được đến địa điểm để thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước các cơ quan chức năng về việc sử dụng giấy đi đường, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về việc cấp giấy đi đường và thực hiện các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh, các đơn vị địa phương kịp thời phản ánh đến Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp. Kỳ thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phan Mạnh Hùng. Hết nội dung công văn. Hôm qua ngày 29 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã có công văn về việc hướng dẫn thí điểm áp dụng cách ly F1 tại nhà nhằm chủ động ngăn chặn cách ly nguồn lây nhiễm, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới yêu cầu trưởng các phòng ban đơn vị đoàn thể cấp thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường nghiên cứu triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp, tổ chức tập huấn hướng dẫn việc triển khai thông qua video clip, tài liệu truyền thông, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện. Sau khi thí điểm, tổ chức đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm và xem xét triển khai trên quy mô rộng hơn, giảm tải cho khu cách ly tập trung của thành phố, nhưng phải đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có các quyết định về việc kích hoạt và thành lập bổ sung các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, kích hoạt khu cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình quy mô 200 giường, khu cách ly tập trung tại khách sạn Sài Gòn với khả năng đảm bảo 180 giường, khu cách ly tập trung tại khách sạn Phương Bắc Luxury Quảng Bình với khả năng đảm bảo 200 giường, khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Minh Hóa với khả năng đảm bảo 108 giường. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho cả cơ quan đơn vị có liên quan thành lập khung cách ly y tế để kịp thời triển khai thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định, bố trí cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện cách ly y tế theo phương thức 4 tại chỗ, xây dựng kế hoạch phương án và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phục vụ sinh hoạt, ăn ở, đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định về việc bổ sung mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Trạch và huyện Lệ Thủy. Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn hai huyện nói trên, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung vùng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cả biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn địa bàn xã Quảng Châu và toàn bộ thôn Sơn Tùng, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch. Thời gian thực hiện 14 ngày, bắt đầu từ 10 giờ ngày 29 tháng 8. Tại huyện Lệ Thủy, bổ sung vùng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cả biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 đối với toàn bộ thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, thời gian thực hiện 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 29 tháng 8. Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các lực lượng thiết lập chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Toàn thôn đã thiết lập 5 chốt kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu tiếp giáp với các thôn xung quanh. Lực lượng tham gia bao gồm công an, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên. Tại đây, cả lực lượng đã thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện đúng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ai ở đâu ở đó, nhà cách ly nhà, thôn cách ly thôn để công tác dập dịch được tốt hơn.
Ngày 29 tháng 8, huyện Quảng Trạch đã ghi nhận một ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Toàn huyện đã truy vết được 93 trường hợp F1, 618 trường hợp F2 liên quan đến ca F0 và đang quản lý 790 trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà. Từ 10 giờ ngày 29 tháng 8, toàn xã Quảng Châu và thôn Sơn Tùng, xã Quảng Tùng phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 14 ngày. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, hạn chế việc lây lan trong cộng đồng, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân từ xã khai báo y tế, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Ngoài các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của huyện, tại 17 xã trên địa bàn huyện đã lập 171 chốt kiểm soát dịch, bố trí các lực lượng ứng trực 24/24 để quản lý chặt chẽ người phương tiện ra vào địa bàn xã. Việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã và đang được các ban ngành địa phương của huyện Quảng Trạch thực hiện nghiêm túc, được người dân ủng hộ, đồng thuận cao. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều chỉ đạo quyết liệt đã được tỉnh Quảng Bình ban hành nhằm kích hoạt công tác phòng dịch cao nhất, tận dụng tối đa nguồn lực, thời gian vàng để quyết tâm dập dịch trên địa bàn. Với chủ trương bốn tại chỗ, huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh thành lập khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho các đối tượng là F1 tại trường mầm non xã Võ Ninh. Đây là cách làm mang lại hiệu quả tối ưu như khung cách ly là cán bộ tại xã, vừa tận dụng cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo giãn cách tránh lây nhiễm chéo và đỡ áp lực cho trung tâm cách ly của huyện khi số lượng trường hợp F1 tăng. Ở khu cách ly tại các xã thì đảm bảo cái điều kiện khung cách ly và nhất là phát huy được cái bốn tại chỗ trong quá trình cách ly. Thứ nhất là ở xã thì có khung cách ly của xã, cái khung đó thì làm việc tại chỗ. Thứ hai là những trường hợp F1 vào cái khu cách ly thì ăn uống tại chỗ. Thứ ba là sinh hoạt nghỉ ngơi tại chỗ. Và thứ tư là thực hiện công tác điều trị theo dõi và xét nghiệm tại chỗ, thì rất thuận lợi cho cái việc là đảm bảo cái khu cách ly tại xã để giảm áp lực trong cái việc là sử dụng khu cách ly của tập trung của huyện. Thứ hai là các cái yếu tố vật chất kỹ thuật là được sử dụng tại trên địa bàn xã, như là điều kiện về vệ sinh, rồi cái thông thoáng trong cái nơi ở, nơi làm việc, đảm bảo cho điều kiện cách ly. Không chỉ huyện Quảng Ninh, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, ngay sau khi xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng, Quảng Bình đã huy động tổng lực các lực lượng chức năng để tổ chức phong tỏa, cách ly, truy vết kịp thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại các địa bàn dân cư có ca dương tính với SARS-CoV-2 và khẩn trương thành lập trung tâm chỉ huy để điều hành. Bên cạnh đó, thành lập các chốt chặn để kiểm tra kiểm soát người ra vào địa bàn. Tinh thần làm việc của các anh ấy là quá nhiệt tình và rất chú đáo, với rất có trách nhiệm, hướng dẫn rất kỹ càng đối với những người dân đi qua lại đấy. Trong những ngày gần đây thì dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có những diễn biến rất phức tạp. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy thì các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có những cái nỗ lực rất là lớn, rất nhanh chóng và quyết liệt để khống chế dịch, và chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân rất nghiêm túc để thực hiện cái việc phong tỏa theo và giãn cách ly xã hội theo các quy định của chính phủ của phòng chống dịch. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Do đó cho nên chúng tôi yêu cầu và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan chức năng, các lực lượng phòng chống dịch phải quyết liệt hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để phát hiện, để truy vết, để khoanh vùng, để dập dịch. Và tôi đề nghị là mỗi một người dân của chúng ta tiếp tục là thực hiện nghiêm các cái quy định của chính quyền về phòng chống dịch, và ủng hộ, hợp tác tốt với các cơ quan chức năng để là nỗ lực để kiểm soát dịch trong thời gian sớm nhất. Với sự vào cuộc khẩn trương kịp thời và nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc truy vết, khoanh vùng dập dịch, cũng như việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tin tưởng Quảng Bình sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19, sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Nhằm khoanh vùng những nơi có nguy cơ lây lan dịch, huyện Bố Trạch đã đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Đến thời điểm này, toàn huyện Bố Trạch đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho hơn 14.000 đối tượng, gồm người dân và hộ gia đình trong vùng cách ly y tế, vùng có nguy cơ cao, cán bộ công chức viên chức, nhân viên y tế, thành viên các chốt kiểm soát, hộ kinh doanh, tiểu thương buôn bán tại các chợ, cửa hàng tạp hóa, công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn có nguy cơ cao. Qua công tác xét nghiệm sàng lọc nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khoanh vùng dập dịch, không để dịch COVID-19 bùng phát, lây lan ra diện rộng.
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa cũng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn huyện. Với mục tiêu phát hiện sớm những trường hợp nhiễm COVID-19, có biện pháp khoanh vùng, cách ly y tế, điều trị kịp thời, điều tra giám sát những đối tượng liên quan, hạn chế tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng. Đợt này, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã tiến hành tách nhanh cho các đối tượng có nguy cơ cao, thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau như tiểu thương, người làm nghề vận chuyển hàng hóa, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn. Đối với các trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Sau 2 ngày triển khai thực hiện, đã có 1.214 người thực hiện khai báo y tế tách nhanh. Đến nay, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Thực hiện quy định trong phòng chống dịch COVID-19, đồng thời để đảm bảo an toàn cho đội ngũ phóng viên, nhà báo tham gia tác nghiệp trong khu vực thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Belatech tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho cán bộ phóng viên tại Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, đặc biệt là ưu tiên cho cán bộ phóng viên hiện đang làm việc trực tiếp ở tất cả các bộ phận tại Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và cả phóng viên tham gia tác nghiệp trong thời gian các địa phương thực hiện chỉ thị 15-16. Qua xét nghiệm sàng lọc, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nay lúa hè thu ở các địa phương đã bước vào giai đoạn thu hoạch, trong đó có nhiều diện tích lúa ở khu vực đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để hỗ trợ người dân, các địa phương đã lên phương án bố trí lực lượng tổ chức thu hoạch lúa cho bà con. Thôn Rẫy, xã Vạn Trạch hiện có 147 hộ dân với 640 nhân khẩu. Vụ hè thu năm nay toàn thôn triển khai gieo cấy 22 ha lúa. Nhằm hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè thu, chính quyền địa phương đã huy động một máy gặt đập liên hợp, một xe ô tô vận chuyển và một số đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể dưới sự chỉ đạo giám sát của cán bộ chính quyền địa phương tổ chức thu hoạch lúa để đưa về cho từng hộ gia đình, giúp người dân yên tâm thực hiện việc cách ly y tế để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại huyện Tuyên Hóa, cấp ủy chính quyền xã Mai Hóa đã huy động nguồn nhân lực phương tiện tại chỗ hỗ trợ người dân trong vùng cách ly thôn Bắc Hóa thu hoạch lúa vụ hè thu. Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa phải tạm dừng mọi hoạt động lao động sản xuất, trong khi đó hơn 20 ha lúa vụ hè thu đã chín rộ chưa được thu hoạch. Cấp ủy chính quyền xã Mai Hóa đã nhanh chóng thực hiện cả giải pháp để hỗ trợ người dân trong vùng cách ly thu hoạch lúa, đảm bảo các điều kiện giãn cách. Trong quá trình thực hiện chỉ thị số 16, thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo ban chỉ đạo của xã, ban lãnh đạo của thôn và tổ cộng đồng của thôn thực hiện việc là tổ chức thu hoạch mua cho bà con trong thôn Bắc Hóa. Chúng tôi đã xây dựng phương án một cách cụ thể, đó là giao cho tổ cộng đồng và lãnh đạo thôn tổ chức hợp đồng máy để đi là gặt lúa và thuê hai chiếc máy cày để đi đưa về từng hộ gia đình. Xã Mai Hóa đã huy động cả máy gặt lúa trên địa bàn, thống nhất thời gian thu hoạch từng thửa ruộng để đảm bảo không tập trung đông người. Đồng thời huy động hội viên nông dân và lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ phơi rơm khô tại ruộng, bốc xếp lúa trở về tận nhà cho mỗi hộ dân trong vùng cách ly. Tôi là một người dân của thôn Đông Thuận, thì tình hình dịch bệnh thì cũng phức tạp, cho nên với tinh thần là chỉ để giúp đỡ bà con. Trong lúc là dịch bệnh là ra cũng là công việc người đi gặt lúa thì người đi sổ rớp để giúp bà con, thì bà con yên tâm ở nhà mà phòng chống cho quá được dịch. Đoàn viên thanh niên chúng em luôn sẵn sàng và khẩn trương để thành lập các đội nhóm giúp đỡ bà con thu hoạch mua trong như là sớm nhất để tránh thiên tai và bà con an tâm ở nhà chống dịch. Phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm, đồng cảm chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn, hơn 20 ha lúa hè thu tại thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa đã được thu hoạch xong. Qua đó giúp cho cả hộ dân trong vùng cách ly yên tâm thực hiện các quy định phòng chống dịch theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đồng Hới đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng chục chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã được thiết lập tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các trục đường ở các xã phường nội thành. Các lực lượng chức năng đang ngày đêm bám trụ tại các chốt để thực hiện nhiệm vụ. Sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng trong lúc này là động lực để họ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đêm muộn, ở chốt kiểm soát tại khu vực đường tránh đi vào thành phố Đồng Hới, các lực lượng chức năng vẫn miệt mài với nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại. Đêm nào cũng vậy, những thành viên gồm cả lực lượng, công an, quân đội, dân quân, tình nguyện viên, nhân viên y tế,
thức trắng đêm không ngủ, tự cách ly với gia đình để thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch. Chia sẻ trước những vất vả mà lực lượng chức năng đang gặp phải, những ngày này đã có rất nhiều mạnh thường quân sẵn sàng hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất cho những lực lượng làm nhiệm vụ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng, hoạt động kinh doanh vận tải gặp không ít khó khăn. Thế nhưng công ty cổ phần vận tải du lịch Hưng Long có địa chỉ tại thành phố Hà Nội đã tình nguyện bố trí trên 30 xe giường nằm để hỗ trợ chỗ nghỉ cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các lực lượng làm nhiệm vụ. Việc làm ý nghĩa của nhà xe Hưng Long đã góp phần lan tỏa thêm những hành động đẹp trong cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có rất nhiều nhóm thiện nguyện, cá nhân cũng đã chủ động đứng ra kêu gọi đóng góp bằng nhiều cách để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, góp sức cùng chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn đã chứng minh thời kỳ nào phụ nữ Việt Nam cũng anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, tuy không trực tiếp đối mặt với khó khăn thử thách như lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, nhưng những việc làm tuy nhỏ mà mang nhiều ý nghĩa của chị em phụ nữ luôn thể hiện vai trò là hậu phương vững chắc cho lực lượng tuyến đầu. Mô hình bếp ăn yêu thương như thế này là một trong rất nhiều hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Phú phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhằm tiếp sức cho các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Tham gia bếp ăn hầu hết là chị em phụ nữ trên địa bàn tình nguyện góp sức góp công. Kinh phí bếp ăn được trích từ quỹ cứu trợ của mặt trận và sự ủng hộ tiếp sức của các mạnh thường quân. Mặt trận phường cùng với hội phụ nữ đã phân chia cả cái lịch và đảm bảo theo cái số lượng quy định mỗi lần phục vụ thì là 10 chị em để phục vụ các cái bữa ăn gồm có 3 bữa ăn chính và một bữa ăn khuya để cho các lực lượng đảm bảo sức khỏe tham gia vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường có hiệu quả hơn. Điều đặn mỗi ngày, bếp sẽ nấu 80 suất ăn hỗ trợ lực lượng trực ở cả chốt và cán bộ công an, quân đội, y tế trên địa bàn phường. Hiện nay, khi thành phố Đồng Hới đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì bếp ăn yêu thương sẽ góp phần giúp các lực lượng chức năng đảm bảo sức khỏe, yên tâm làm nhiệm vụ. Với tinh thần đầy trách nhiệm và sự nhiệt tình của chị em cán bộ hội viên phụ nữ, mặc dù là bận rất nhiều công việc ở gia đình, nhưng các chị đã nhiệt tình tham gia với tinh thần tự nguyện trong thời gian tới, rồi để tiếp tục thực hiện các công tác phòng chống về dịch bệnh COVID-19 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng sẽ tiếp tục và tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở chị em cán bộ hội viên và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa để rồi cùng với cả nước chúng ta đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Không chỉ ở phường Đông Phú mà hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Hới, nhiều địa phương cũng đang thực hiện mô hình bếp ăn yêu thương nhằm chung tay chống dịch. Để đảm bảo môi trường thoáng đãng, có cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, hầu hết mặt trận và phụ nữ các cấp chọn trường mầm non làm địa điểm để triển khai mô hình bếp ăn yêu thương. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Lý đã đảm nhận việc nấu ăn phục vụ 12 chốt trên địa bàn toàn phường. Hàng ngày thì chị em chúng tôi phục vụ các chốt ngay 3 bữa, mỗi bữa 95 suất, mỗi chi hội đảm nhận việc nấu ăn một ngày. Hiện tại thì bếp đang sử dụng cái nguồn ngân sách của phường để mua lương thực thực phẩm đảm bảo công tác hậu cần. Luôn trong tư thế sẵn sàng, thời gian qua, mặt trận và cả cấp hội phụ nữ không chỉ triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như tuyên truyền vận động hội viên chấp hành các quy định về phòng chống dịch mà còn vận động hội viên ủng hộ kinh phí, quyên góp các nhu yếu phẩm gửi tặng các chốt kiểm dịch, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa. Trong khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ như thế này, có lẽ không ai muốn đứng ngoài cuộc, bởi ai cũng hiểu dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề như thế nào đến đời sống xã hội và sự an toàn của mỗi người. Và mô hình bếp ăn yêu thương là một trong những nghĩa cử ấm áp, sẻ chia, thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cả cấp mặt trận và Hội Liên hiệp Phụ nữ. Qua đó góp thêm nguồn lực cho cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh quyết tâm vượt qua đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn, sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành sự quan tâm đến sự phát triển của tỉnh Quảng Bình.
là người con quê hương, đại tướng đã kịp thời chỉ đạo, động viên đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh kiên cường chiến đấu, vượt qua thử thách để hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và phát triển quê hương trong giai đoạn hiện nay. Tại hội thảo khoa học cấp quốc gia, đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam, đồng chí Vũ Đại Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có bài phát biểu quan trọng nhằm khẳng định quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình sẽ luôn khắc ghi lời căn dặn của đại tướng, nỗ lực đoàn kết, chung sức đồng lòng, đổi mới sáng tạo, tự lực tự cường, phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Bình ngày một đi lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa đồng chí đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị. Kính thưa đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương. Kính thưa các nhà khoa học, các đồng chí đại biểu và đại diện gia đình đại tướng. Tỉnh Quảng Bình vô cùng phấn khởi được đăng cai tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Bình, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, đại diện gia đình đại tướng và toàn thể các đồng chí dự hội thảo hôm nay, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí, Quảng Bình nằm ở vị trí trung tâm của đất nước, có vị trí chiến lược, quốc phòng an ninh với hơn 200 km đường biên giới với nước bạn Lào và gần 120 km bờ biển Đông. Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, Quảng Bình luôn nằm ở vị trí tiền tiêu, tiền đồn, quan trọng. Đây là nơi giao thoa, hội tụ giữa các yếu tố tự nhiên và văn hóa cả hai miền Bắc và Nam, có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, kết tinh nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần độc đáo. Con người Quảng Bình cần cù, chịu khó, nhẫn nại, mà bản lĩnh, ngoan cường, kiên trung, thông minh, quyết đoán, giàu trí tiến thủ, giàu lòng nhân ái, yêu nước nồng nàn và lao động sáng tạo. Vùng đất địa linh nhân kiệt đã sản sinh ra nhiều bậc danh nhân, hào kiệt, làm dạng danh, non sông gấm vóc. Trong đó, xuất sắc nhất, gần gũi nhất là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị đại tướng huyền thoại, nhà quân sự thiên tài, vị tổng tư lệnh văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà khoa học được cả thế giới khâm phục và kính trọng. Tên tuổi của đại tướng đã gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và Mỹ xâm lược. Với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo của Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Chọn cả cuộc đời với trên 80 năm hoạt động cách mạng, đại tướng đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc và quân đội ta. Tài năng, đức độ của đại tướng thể hiện tập trung nhất ở tinh thần dĩ công vi thượng, đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết. Đại tướng đã cống hiến chọn cả cuộc đời cho đất nước là biểu tượng bất diệt cho tấm lòng chung với nước, hiếu với dân của người chiến sĩ cách mạng chân chính. Con người và nhân cách và những cống hiến to lớn của đại tướng in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân mãi mãi lưu danh trong dân tộc. Cùng với cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, đại tướng là tấm gương mẫu mực về tình yêu quê hương. Đại tướng luôn theo dõi, chỉ đạo, kịp thời động viên, cổ vũ đảng bộ, quân và dân Quảng Bình vượt mọi khó khăn, cùng cả nước quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Nước nhà thống nhất, đại tướng luôn hướng về quê hương với bao trăn trở, lo toan, thường xuyên theo dõi và có hướng chỉ đạo từng bước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Mỗi lần có dịp về thăm quê, đại tướng đều dành thời gian đi thăm, nói chuyện với nhân dân, làm việc với lãnh đạo địa phương, đại tướng luôn đưa ra những ý kiến quý báu về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Đại tướng cũng căn dặn rất chu đáo về sự cấp bách và cần thiết phải thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, nhưng phải giữ gìn bằng được truyền thống văn hóa, đặc biệt là những sinh hoạt truyền thống đã trở thành hồn cốt của nhân dân. Đại tướng đặc biệt quan tâm đến những vấn đề chiến lược lâu dài của tỉnh, căn dặn các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải quan tâm, chăm lo thật tốt cho đời sống của nhân dân, biết yêu thương dân, biết khơi dậy sức mạnh trong nhân dân, quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, phải đoàn kết, phát huy truyền thống của quê hương
và quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Bình trở thành tỉnh giàu mạnh, gương mẫu trong cả nước. Khắc ghi lời dạy của Đại tướng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, đổi mới sáng tạo, tự lực tự cường, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày một đi lên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cao trào Quảng Bình quật khởi đã trở thành một niềm tự hào, nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ quân và dân Quảng Bình đoàn kết, chiến đấu ngoan cường. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Quảng Bình đã gan vàng, dạ sắt, quyết tâm, xe chưa qua, nhà không tiếc, đường chưa thông, không tiếc máu xương, kế thừa tinh thần quật khởi để làm nên phong trào thi đua hai giỏi, chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi, là một biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sau ngày tái lập tỉnh năm 1989, Quảng Bình đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, kinh tế xã hội khủng hoảng, kém phát triển, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân khó khăn. Đến nay, qua hơn 30 năm tái lập tỉnh, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, đáng tự hào. Kinh tế tăng trưởng khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nông lâm, thủy hải sản, thương mại, dịch vụ du lịch và công nghiệp, đã hình thành các trung tâm hiện đại tại các thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, trung tâm các huyện lỵ, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là về giao thông, đã được đầu tư bằng các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đồng bộ. Hệ thống sân bay, cảng biển, cảng sông, các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng đã từng bước được xây dựng, đã và đang phát huy hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh. Tận dụng lợi thế biển xanh, cát trắng, núi rừng hoang sơ, hang động kỳ vĩ, Quảng Bình hiện đã trở thành một trong những điểm du lịch quan trọng của Việt Nam. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, đầu tư có những chuyển biến tích cực, cải thiện đời sống và việc làm của nhân dân. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, tình hình chính trị xã hội, quốc phòng an ninh trong tỉnh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ xã hội, chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đặc biệt, trong những ngày dịch Covid vừa qua, diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, cấp ủy, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo những tư tưởng chỉ đạo của Đại tướng, huy động sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân, thực hiện được hiệu quả mục tiêu kép, vừa quyết tâm ngăn chặn không để dịch lây lan, vừa phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng đã hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả cho bà con. Cho đến nay, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn cơ bản được kiểm soát. Kính thưa quý vị đại biểu, Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam, là dịp ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Quảng Bình. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cũng nhằm phân tích, đánh giá những quan điểm, những triết lý của Đại tướng không chỉ về quân sự mà còn về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tỉnh Quảng Bình xin trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp tổ chức hội thảo. Trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các đại biểu đã tham dự với các công trình nghiên cứu, các bài tham luận hết sức có ý nghĩa sâu sắc. Qua đây, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng những giá trị quý báu về tư tưởng, đạo đức, quan điểm và triết lý của Đại tướng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang. Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Quảng Bình sẽ phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu mạnh như mong ước lúc sinh thời của Đại tướng. Cuối cùng, một lần nữa tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, quý vị đại biểu, các nhà khoa học cùng tất cả các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 30 tháng 8 năm 2021. Khu vực thị trấn Đồng Lê, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào và chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.